Xong rồi, xin chào các bác. Em giới thiệu các bác con máy lạnh một cục Nhật nội địa Kozomi, một cái con máy mà chạy siêu khỏe, lành bền, êm ái. Con này phải em hay bán, em hay gọi là khỏe như trâu đấy các bác. Con này em báo giá luôn nhé. Giá của những cái ngày tháng này, hôm nay là 20 tháng 9 năm 2024. Giá của những ngày tháng miền Bắc sang thu đấy, em bán là 3,1 triệu. 3,1 triệu. Bình thường con này và trong mùa thì em bán là 3,8 triệu, rẻ đi 700. Giá dạng gọi là chấp nhận thu hồi vốn các bác nhé. Đấy, trên này em bán đúng giá 3,1 triệu. Đi kèm một chiếc điều khiển học lệnh cho các bác. Con điều khiển học lệnh em chép đủ chức năng cho các bác rồi, có hướng dẫn sử dụng. Mã số 1, tình trạng máy nguyên zin tuyệt đối luôn, chạy rất là êm ái, đẹp. Công suất máy là con này là cực đại 675W, điện 100V. Đấy, sử dụng ga 410A, nặng 22kg. Nhựa biếc bên ngoài này là đẹp, zin nguyên, dàn còn rất mới các bác nhé. Đây, dàn trong này, dàn nóng này, rất là mới luôn. Đấy, hệ thống tự tưới nước lên dàn làm tiêu nước. Đây là cái cửa gió thoát khí nóng. Đấy. Năm nay hơi lười đăng cho nên là nó còn tồn hàng các bạn. Đây là mặt lấy gió của dàn lạnh, còn khe này là khe thổi khí lạnh các bạn nhé. Cửa gió này chỉnh tay. Đấy. Đây là lưới vệ sinh. Dàn rất là lạnh, dàn rất là mới các bác. Đây, chạy lạnh này các bác sờ tay này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy. Yeah. Nước vừa em vừa chạy, nước đã chảy rất là nhiều đây rồi. Con này dàn rất là đẹp, toàn bộ ống đồng hết các bác nhé. Đấy. Giá 3,1 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển là 150.000, biến áp là 500.000. Bên em bán không bán biến áp loại 3-400 đâu ạ. 500 thì các bác dùng nó mới ổn định được. Máy có những cái chức năng gì thì trên máy có một cái nút bấm đây các bác này. Các bác bấm lần một là bật chế độ làm lạnh mạnh. Bấm lần hai thì là chế độ làm lạnh yếu. Bấm lần ba thì lên đèn này là chế độ hút ẩm. Bấm lần bốn thì chỉ chạy quạt gió mạnh. Bấm lần năm thì là chạy quạt gió yếu. Bấm lần sáu là tắt. Đã. Trên cái điều khiển này em cũng đã chép cho các bác đủ các lệnh. Đây, tắt nguồn này. Yeah. Tắt nguồn này, bật nguồn này. Chế độ làm lạnh mạnh này, lạnh yếu này, hút ẩm này, quạt gió này. Bên này thì em để cho các bác là chế độ làm lạnh với mức là 25 độ C thì đủ 25 độ C máy sẽ ngắt, trong phòng đủ 25 độ máy ngắt. Để cho các bác mức 21 độ C thì đủ 21 độ C thì máy sẽ ngắt. Đấy, để cho các bác 27 độ C cài đặt ấy, thì trong phòng đủ 27 độ thì máy sẽ ngắt. Đấy chưa ạ? Cài đặt đủ cho các bác mang bước 3 mức nhé. Đấy. Điều khiển học lệnh. Chỗ điều khiển này bác nào có nhu cầu mua em bán là 200.000 nhé. Bác nào chốt chiếc này luôn nhé. Giá 3,1 triệu. Dùng quanh năm, dùng đến còn khướt mùa. Con này quá bền luôn. Đẹp. Bên em hai số điện thoại này các bác nhé. Các bác liên hệ với em qua hai số này có Zalo. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Cảm ơn các bác.